Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin trưa nay ngày 28 tháng 3 năm 2014 gồm các tin chính sau đây. Năm công an Phú Yên đánh chết người chỉ bị án quá nhẹ. Hàng ngàn chiếc xe chở dưa từ Việt Nam sang Trung Quốc bị kẹt ở biên giới. Di chuyển khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích gần 700 dặm. Băng đảng mafia ở Ý kiếm tiền nhiều hơn cả McDonald's. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bắt người khi chưa có lệnh, dùng nhục hình tra tấn nghi can đến chết. Tuy nhiên, mức án của cơ quan công tố thành phố Phú Yên dành cho 5 cán bộ công an quá nhẹ. Đề nghị mức án được cho là nặng nhất dành cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, cựu thiếu úy công an Tuy Hòa, từ 5 năm đến 5 năm rưỡi tù giam. 4 bị cáo còn lại đều được đề nghị hưởng án treo. Lời đề nghị này của đại diện Viện Kiểm sát thành phố Tuy Hòa được đưa ra tại phiên tòa chiều ngày 28 tháng 3, xử 5 cán bộ công an đánh chết ông Ngô Thanh Kiều vào ngày 13 tháng 5 năm 2012. 4 người còn lại là Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc Mẫn và Đỗ Như Huy đều được đề nghị án treo từ 12 tháng đến 48 tháng. Theo truyền thông tại Việt Nam, thì gia đình của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, cư dân thành phố Tuy Hòa, đòi được bồi thường tổng cộng gần 1.5 tỷ đồng, tương đương với 75.000 đô la, gồm tiền cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của ông Kiều trong vòng 30 năm, và còn lại là chi phí chôn cất nạn nhân. Theo hồ sơ vụ án kéo dài gần 2 năm nay, thì một nhóm cán bộ 7 người của thành phố Tuy Hòa, huyện Tây Hòa và công an xã Hòa Đồng đã đến tận nhà còng tay ông Ngô Thanh Kiều vì nghi dính líu đến một vụ trộm. 5 công an kể trên đã bị tố cáo là dùng dùi cui thay phiên nhau đánh vào người, vào đầu khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Cũng liên quan đến tin Việt Nam, thì hàng ngàn chiếc xe vận tải chở đầy dưa hấu từ Việt Nam sang Trung Quốc bị tắc nghẽn trước cửa khẩu biên giới Lạng Sơn, đậu dài gần 20 km, đã đi qua đến tuần thứ 3. Đến sáng ngày 28 tháng 3, thì người ta ước tính vẫn còn trên 1.500 chiếc xe chở dưa hấu Thanh Long chờ được thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh để chạy sang lãnh thổ Trung Quốc. Tình trạng này đã khiến hầu hết các chủ xe vừa qua được bên kia biên giới lập tức tuôn hàng xuống bán tháo bán đổ. Biện pháp phạt chủ dưa bỏ hàng trên đất Trung Quốc khiến giới vận tải rau quả Việt Nam tìm cách tháo chạy bằng cách là bán như cho để bỏ của chạy lấy người, chứ không còn sự chọn lựa nào khác. Các chủ xe dưa đã bị thương lái Trung Quốc ở bên kia biên giới ép giá cỡ nào cũng phải chịu để thoát cảnh dài cổ chờ đợi tốn thêm chi phí. Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc cho mở thêm nhiều cửa khẩu tiếp nhận rau quả Việt Nam như Cốc Nam, Chi Ma, Bình Nghi, Nà Nưa, chứ không chỉ có Độc Nhất, có Tân Thanh như hiện nay, để giúp cho Việt Nam cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc chưa trả lời đề nghị kể trên của phía Việt Nam. Thưa quý vị, căn cứ theo phân tích mới về những dữ kiện từ vệ tinh, thì vào hôm thứ Sáu, khu vực tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích ngoài khơi Ấn Độ Dương được di chuyển gần 700 dặm về phía Đông Bắc. Cơ quan phối hợp công tác tìm kiếm quốc tế đặt bản doanh tại căn cứ không quân Pirish gần thành phố Perth ở Tây Úc giải thích rằng sau khi phân tích kỹ những tín hiệu vệ tinh nhận được, người ta cho là máy bay đã bay nhanh hơn dự đoán trước kia. Như vậy, mau cạn nhiên liệu và quãng đường bay qua cho đến khi rớt xuống biển ngắn hơn. Khu vực tìm kiếm mới gần bờ biển nước Úc hơn trước. Thời tiết tại đây cũng tương đối ít xấu hơn là những vùng đã tìm kiếm từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, các nhà địa chất học cho biết đáy biển ở khu vực mới sâu tới 4.600 mét so với 3.000 mét nơi trước sẽ khó khăn hơn nếu phải vớt lên những mảnh máy bay đã chìm. 9 máy bay của 6 quốc gia tham gia công tác này bao gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Hoa Kỳ đang tìm kiếm ở khu vực mới và ít nhất là 5 máy bay đã phát hiện nhiều vật nổi trên mặt biển. Chiếc tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đang trên đường đến nơi với hy vọng có thể vớt được một số mảnh. Cho tới bây giờ thì đã qua 3 tuần lễ và công cuộc tìm kiếm ráo riết vẫn chưa đạt kết quả gì trong vụ máy bay mất tích bí ẩn nhất của lịch sử hàng không thương mại. Cuối cùng là tin, với số tiền lời thu được lên tới khoảng 73 tỷ đô la trong năm 2013, băng mafia Nacenceta ở vùng Nam nước Ý kiếm được nhiều hơn cả tiền, cả ngân hàng Đức, Deutsche Bank và công ty McDonald's cộng lại. Số tiền thu nhập của băng đảng mafia ở vùng Nam nước Ý hồi năm ngoái bằng khoảng 3.5%
tổng giá trị sản lượng nội địa của quốc gia này. Nen Rancheta có khoảng 400 thành viên chính ở 30 quốc gia, nhưng hoạt động của nhóm này có liên hệ đến khoảng 60.000 người trên toàn thế giới. Các hành vi tống tiền và cho vay nặng lãi đem về nhiều tiền nhất, sau đó là cờ bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, hàng giả, mại dâm và đưa người trái phép. Đức Giáo hoàng Francis tuần qua đã kêu gọi các băng đảng mafia ở Ý hãy ngưng các hành vi ma quỷ khi gặp gia đình các nạn nhân của mafia, nhằm bày tỏ sự chống đối của giáo hội Công giáo với các băng đảng tội phạm. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.